cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2020 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 11 tại hai đảo Ngọc, Tuần Châu và Cô Tô. 18 thí sinh của vòng chung kết sẽ phô diễn vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tâm hồn qua các phần thi trang phục áo dài, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. Cùng với đó là những trải nghiệm ấn tượng hòa mình vào thiên đường biển đảo Cô Tô qua các phần thi Người đẹp biển và Người đẹp du lịch. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11 tại khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu dưới sự dẫn dắt của hai MC Danh Tùng, Thủy Linh cùng sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời. Nhóm nhạc O Plus, ca sĩ Hoàng Tùng, Bảo Trâm, vũ đoàn Grammy. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cùng chờ đón phần thể hiện của các thí sinh tại vòng chung kết Người đẹp Hạ Long để chứng kiến những giây phút đăng quang và tỏa sáng của họ.